Thưa quý vị, thì hôm nay Phong đi vô chỗ ông ngoại để bàn cái này chuyện quan trọng, thì tính là cho ngoại đi vô chùa để ông ngoại tu trong khoảng thời gian còn lại của ngoại á, để Phong vô nói chuyện với ngoại thế nào. Thì Phong không ghi hình, Phong chỉ ghi tiếng thôi. Quý cô chú anh chị hãy lắng nghe và thấy hay thì like chia sẻ cho Phong nhé. Rồi, chào ngoại nha. Mấy ngày nay khỏe không? Dạ cũng không ổn hết ra, mấy ngày này bớt thôi chứ cũng chưa có khỏe, không đi nó đau, đi nó đậm cái đầu nó đau. Dạ ha, cái đầu cũng còn đau ha. Đi thử xuống lãnh cơm thử coi nào coi đi có được không nặng về đi, thấy nó đau quá mà con nói thứ hai phải về rồi có nữa con có gì nữa thì trở lại tái khám. Chứ ở đây thì nằm đủ số rồi, bị bệnh cái đầu, chữa cái đầu xong rồi. Dạ. Ai cũng vậy thôi, về là phải về bữa thứ hai. Bữa thứ hai á. Mà bữa nay là tỉnh táo chưa? Bữa nay hả? À, tỉnh táo để con hai bà cháu mình tâm sự chơi nè. Hiểu không? Khoái. Rồi ha, khoái ha. Giờ hỏi cái thứ nhất nè. Thích đi chùa không? Thích đi chùa. Thích đọc kinh không? Thích đọc kinh. Giờ con có một cái ý này nè, ngoại chịu không? Chịu thì trả lời với con nha. Đó là con thấy ngoại là đọc kinh giỏi nè. Đó, rồi thích đi chùa nữa nè. Thích đi chùa. Đó, rồi có một ông trụ trì chùa. Đó, nói là thấy ngoại đọc kinh tốt quá và có tâm là Phật á. Thì cũng con cũng muốn và cái ông sư đó cũng muốn. Để tài bệnh nè. Chúa đang nói. Rồi chỉ lỗ tai bự lỗ tai Phật hả? Rồi giờ kiếp có ảo tới Phật rồi. Đó, thấy chưa? Nên bây giờ con có cái ý vậy nè. Bà ngoại muốn ở chùa để mà mỗi giấc chiều mình được tụng kinh niệm Phật không? Thích lắm mà bỏ anh Lộc con nghiệp nó quá. Anh Lộc, vấn đề đó để con lo. Ảnh có ăn uống này nọ con lo được. Bà ngoại không cần lo. Mà bà ngoại mà ở được trong chùa đó ha, là giấc chiều á, là mình được tụng kinh nè, niệm Phật nè. Rồi mai chiều trả mẹ con khôn mà. Rồi có bạn trong đó nữa, những người bạn mà cũng cỡ tuổi ngoại vậy đó. Đó, thì bà ngoại ở đó hả là bảo đảm vui cực kỳ và bà ngoại được đọc kinh nè. Được ngồi ngay tượng Phật mình đọc kinh luôn. Lúc đó là tuyệt vời luôn á. Hồi đó con thấy ngoại á, đi vô chùa mà con dẫn đi hai lần á. Ngoại đọc kinh quá hay. Nên bây giờ nè, con nói thẳng vấn đề luôn. Là khi nào bà ngoại xuất diện, con sẽ cho ngoại vô trong chùa đó ở, hiểu không? Hả? Về nhà thân khác anh Lộc lo nhà cửa trên này yên ổn hết rồi đó mới được. Anh Lộc đã con đã lo được ăn uống luôn. Nó đã ăn uống rồi, nó ở đâu? Vì cái vấn đề đó là ảnh bây giờ ảnh còn trẻ nè ha, ảnh đi làm ảnh tự lo được. Quan trọng là bà ngoại. Bây giờ trẻ cứ thế này cậu ơi. Nó lớn lên. Nó bán rồi sao nó được ở. Có tôi thì ta cho tôi ở. Chứ ai hòa giải tôi cho tôi ở tôi đi rồi. Cái nhà nó về ta trẻ khác rồi. Cậu nghiệp để tôi ở thời gian nữa đi. Không, ở tại thời gian chừng 2 tháng 3 tháng 2 tháng nữa tôi mới vô chùa. Nhưng mà tới đó rồi cái phòng đó người ta lấy rồi sao? Bây giờ chỉ còn có một phòng duy nhất đó. Nếu mà bà ngoại mà không ấy ha, sao? Người ta lấy không có được, thì mà tôi rời khỏi đó người ta lấy, còn tôi ở đó thì người ta cho tôi ở, bị nhà tôi trời trợ cấp, tôi chưa ai hòa giải với tôi để mua cái nhà này ở đó, rồi tôi cũng vẫn còn của tôi. Nhưng mà nếu mà trễ quá rồi bà ngoại mà không có cái phòng đó người ta lấy rồi sao? Cái phòng ở chùa hả? Cái phòng đó ha là dành cho mấy người mà ta có được cái tâm Phật á. Với con nghe ngoại nói nữa nè, ngoại thích lên thiên đàng chứ ngoại không xuống địa ngục. Đó là cái phương mà cực lạ. Đúng rồi, thì tại sao bây giờ mình tụng kinh mình niệm Phật nè, để mà mình trăm tuổi mình mất đi á, mình lên được thiên đàng chứ không có xuống địa ngục. Thì bây giờ là lúc bà ngoại phải đọc kinh niệm Phật rồi đó.
đó, thấy không? Vừa rồi con nghe ngoại nói luôn, thấy không? Ngoại thích đi lên thiên đàng, đúng không? Bây giờ là ngoại được rồi đó, mắt bà ngoại còn sáng nè, chữ bà ngoại đọc cũng được nè, kinh bà ngoại cũng thuộc nè, đó. Bây giờ là ngoại phải quyết định sớm chứ không thôi cái phòng đó người ta lấy người có người khác vô là bà ngoại không có chỗ ở đó. Mà ngồi cái phòng đó hả, con vô con thấy là đẹp dữ lắm. Mà ở xa chắc hả? Ở xa. Ở xa. Đó là có thương quá, người ta hiếp lắm. Anh Lộc anh lớn rồi. Lớn mà nó khờ cặn. Đâu, nói lớn đi. Bỏ anh Lộc nó khờ, người ta hiếp nó lắm. Cứ nói nhà anh em mày bán rồi, bả đi rồi là cái nhà này là của tao đã mua rồi tao nhận. Rồi thằng Lộc cũng phải bó tay thôi. Còn có tôi nói nhà tài trợ cất cho tôi. Bây giờ chưa ai hòa giải với tôi vẫn biết là cái nhà đó của tôi. Không, bây giờ nó là tôi không biết chuyện khác nữa. Tôi biết nhà tài trợ cất với tôi biết là vẽ tôi với chính quyền tôi trả tiền làm vậy thôi. Tôi biết nhà của tôi. Nó ai nói mua hòa giải với ai cứ việc kiếm người đó. Biết sao không? Nhà này của tôi, tôi không một... chấp nhận cho ai nhận. Một khi ha, mình bước vô được cái cửa chùa đó là cái tinh thần mình nó phải là trong sáng hoàn toàn, chỉ là hướng thiện và hướng Phật thôi. Nên đâm ra là ngoại quyết định sớm. Đó là cái được cái chỗ ở nè, ở đó ha, người ta sẽ cho ngoại uống thuốc nè, ăn luôn nè, rồi bệnh người ta cho khám bệnh cho ngoại luôn. Và giấc chiều giấc sáng á, ngoại thức sớm á, ngoại được đọc kinh niệm Phật luôn, ngồi trước thượng Phật luôn, làm từ bi chẳng quản nắng mưa, thanh tiền giác đức đưa thanh chúng, trong cảnh nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành thoát khỏi yên ngồi mà khiến kẻ chiều kinh thông thà. Mình gặp con thiền bất nhã, chẳng lẽ nào ích kỷ không tôn. Phật tổ ngày xưa còn ở nơi trần, ngài gắn sức cho tâm quần quá, làm đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền đều trọng Phật gia. Rèn dân với giáo thuyết bình hòa, dẫn bác ái gieo sâu vô tận. Mai nhầm lúc phong trào tăng tắng, đua chen nhau vật chất văn minh, cũng có người khảo xét kệ kinh, được dắt chúng hữu tình thoát khổ. Lại còn thêm bị mấy phen dông bạo tố, là cả thế ngoại đạo gieo vào, cho nhân dân tâm dạ nhún nao. Phải gìn chặt gương xưa mới mạnh mẽ, dùng thế lực nhùng đều mạnh khỏe, cám dỗ người để chúng mang theo. Chúng còn nằm trong cửa quạnh tài, cố số thẹp thần quyền cho họ. Ai nhẹ dạ nghe qua thì mê mất, chẳng còn ham tranh giỏ đấu tranh đấu chinh, lấy sắc thanh diệt nổi bất bình, để mà cứu bá tánh khỏi dần thoát khổ. Ta là người tu sĩ tăng điền, chuyên nghề cài cuộc cũng chuyên tu hành, say mê tranh đấu lợi danh, giữ một tấm lòng thanh tịnh tấm lành trao tia, chỉ công gieo dẫn bồ đề, kiếm người lương thiện dẫn về Tây Phương. Giải phiên những quả quá ngổ ngang, không biết câu lục tự tìm đàn tử ăn. Ở đời có nghĩa có nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài. Cầu cho mối đạo hoằng khai, cầu cho tâm họ hưởng ngay thái bình. Hương quyết về cõi Phật chân thân, kẻ kiếp phóng trần dài dạng gió sương. Phật đài đang hưởng Phật mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cậy nướng phép màu. Từ bi quay lực nhiễm sâu, độ con khắp chốn âu sầu cần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai Ta Bà giáo chủ, cuối sinh ngày chứng minh. Đến đây lực đã sạch kinh, xin cho nam nữ mặt tình nghe không. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, tuyệt vời luôn ngoại ơi. Nên bây giờ á là con nghe ngoại đọc vậy đó, con thích dữ lắm hết trời. Trần gian nữa hả? Trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thiền tịnh dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, cho đành chánh pháp
thoát tà dâm. Cái mùi đạo diệu này chúng dân ơi hỏi, nếu kể thời kỳ rồi thì khó gặp nạn ta. Thời kỳ này có nhiều quỷ nhiều ma, trời mới mở cửa sai quỷ dương xuống thế. Ta mới ra tay cứu tế vì chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần, cả tên tuổi chúng sanh nó biết. Nó làm đủ cách xuống lên tha thiết đi ngoài đường mà biết tên mình. Tin không tin thì cũng bắt tình ta để có công trùng dạy dỗ. Hồi thở ấy Thích Ca Phật Tổ đang ngồi tham thiền mà nó cũng theo. Chửi ghẹo hoài ta cũng không rúng động được lòng ngài, nên chúng nó phá đời mãi mãi. Trong bọn đạo cũng là xứ sải, ráng bầm lòng cho được hiện tại. Hết khổ đau đến lúc vui cười, tới chừng đó mới thọ lòng những ước. Nam Mô A Di Đà Phật. Xong hả mẹ? Ôi giỏi quá, mẹ hay quá. Rồi bây giờ nè, Khang hãy đọc nữa nha. Để con nói chuyện với ngoại, nếu mà ngoại được á, con mới đi qua bên ông sư đó, đó là trụ trì luôn á. Trụ trì ha. Dạ. Thế vậy? Biết sao không? Tại thấy là ngoại đọc kinh tốt quá. Dạ. Đó, có tâm Phật nên hôm ra là. Dạ, ta bệnh này như đại nhiều kiếp có cái Phật rồi, nó bây giờ có lòng thiện nguyện lắm. Đúng. Bây giờ á. Là bởi vậy con mới qua con hỏi ngoại liền, quyết định là quyết định sớm để con đi tới đó con giống như là nói chuyện với chủ trì đó, rồi sẽ có cái hướng để giải quyết cho ngoại. Vô đó ngoại có chốn ăn chốn ở đó, rồi có chỗ để cho ngoại tu hành và đọc kinh niệm Phật luôn. Lúc này là ngoại đọc cái đó là tâm ngoại tịnh đó, bỏ chuyện trần gian quan bên. Đó, quyết định sớm cho con, nếu mà quyết định được thì con mới dọn đi, lại con nói người ta là sẽ có một cái chỗ cho ngoại ở. Và nói thiệt nha, ngoại ở đó được một bữa hai bữa rồi đó là ngoại sẽ quên tất cả sự đời. Biết sao không? Có bạn nè, cỡ ngoại nhóc, rồi cũng có những người mà ta sẽ cũng thuộc kinh giống như ngoại vậy đó. Cái người này đọc qua người kia đọc lại, cái cuối cùng mình được thanh thản. Mà cái vô Phật Pháp rồi đó thanh thản thì ngoại lại được mau về trời. Cái câu mà về trời từ đó giờ ngoại nói với con mà, phải không? Đúng. Để nên đó cũng nhớ ăn chứ, cũng nhớ ăn dưới trái nha. Những người thân của mình cũng rước về Phật chứ. Đúng, không phải. Nhưng mà trước tiên là mình chứ. Nên bây giờ phải quyết định sớm để con chạy qua cái chùa đó đó. Con coi, ồ, cái chùa này đẹp không? Ủa cái chùa này nó trang nghiêm không? Ngoại ở được không? Nhưng mà con đi rồi quá trời luôn, quá trời đẹp luôn. Chắc xa cũng xa lắm à. Ở Tiền Giang á. Ở Tiền Giang. Ở đây qua Tiền Giang gần xịu. Ở Tiền Giang Cao Lãnh. Tiền Giang là kế Đồng Tháp mình nè. Kế Đồng Tháp. Ừ. Ủa Tiền Giang gần Đồng Tháp, gần Cao Lãnh. Đúng rồi. Bây giờ tôi quy y chùa Hưng Thiền, hồi mà lần đang quy y cái chùa đừng có cái chưa có thành rẻ không? Không, tại vì chỗ nó không có chỗ ở và không có những người bạn cùng trang lứa với ngoại. Còn cái chỗ mà con đã đi tới rồi đó thì cùng trang lứa với ngoại nhiều lắm, và những người đó cũng thuộc về kinh Phật Pháp này nọ. Ngoại ngồi đó và những người bạn của ngoại ngồi đó cùng nhau để mà nói về Phật Pháp. Cùng nhau hoàng khuyên hoặc là giấc chiều đọc kinh xong rồi ngoại nói chuyện qua lại, nó vui lắm ngoại ơi. Ở hiện giờ ở nhà đó thì ngoại thui thủi có một mình, nhưng mà vô đó rồi hả, con nói thiệt, 5 người 10 người cùng với ngoại hả, nó vui quá trời nó vui luôn. Bữa con vô rồi mấy cái ông mấy bà đó quá trời dễ thương luôn, dễ thương y như ngoại vậy đó. Mà ra giấc chiều người ta đọc kinh á, nghe thôi đã lắm, y như ngoại đọc vậy đó. Nên quyết định sớm đi, rồi con sẽ nói với chủ trì là sẽ để cái chỗ đó cho ngoại. Cũng không thầm nha. Cái tướng, cái tượng Phật á, quá trời bự luôn. Còn rất nhiều cái tượng Phật nguyên nghi nữa. Nên nếu mà ngoại vô đó hả, là ngoại đọc kinh là bảo đảm ngoại sẽ được mà về trời. Đó, và thí dụ ngoại có tin về kiếp sau không? Là ngoại sẽ được giống như là sống được thanh thản hơn.
không phải cực khổ, không phải nặng đầu ổ quên nặng ở kiểu như kiếp này. Kiếp sau ngoại sẽ được thanh thản hơn. 20 tiếng niệm ông ai bà bước về rồi. Đúng rồi, nên bây giờ là ngoại phải quyết định sớm để mà thứ nhất là ngoại á là được thanh thản, thứ hai nữa là được thiên đàng lên thiên đàng, và thứ ba nữa là ngoại kiếp sau ngoại sẽ được là sung túc, tại vì kiếp này mình có tu, kiếp sau mình sẽ được hưởng, hiểu không? Đúng rồi. Đó, bởi vậy quyết định sớm luôn ngoại. Con là cái người mà cực với ngoại nhất luôn á, nhưng mà con chấp nhận, ngoại chịu 7, là con đi liền. Rằm 8, rằm 9, rằm 10, rằm 10 để vô y được, để lo chăn lọc mà ở yên ổn. Ảnh bây giờ ngoại lo tới già luôn hay sao? Ngoại đâu có lo tới già nữa. Lo cái nhà cho nó ở. Ngoại có tiền không? Lo được ha. Ngoại có tiền ngoại mới mua được căn nhà. Còn hiện giờ ngoại mua bằng cái gì? Ngoại mua bằng... Có cái nhà đã trang lập đó. Thì đúng rồi, cái nhà đó cho ảnh ở đi. Bây giờ mình đi quy đi. Nó ở mình nó thì người ta lấy lợi vì nó có cái bán rồi. Còn này tôi nói thằng đó nó bán tôi không bằng bằng nào bán. Để đó đi. Nó lỡ ra tiền rồi thì giao cho ai kiếm người đó. Còn thằng này nó không biết xài tiền mà thằng này cũng cái sự hòa giải của tôi với nó mà tôi không hòa giải thì không ai mua nhà tôi được. Nó có cũng ta có dạy rồi cũng nhưng có bây giờ, ăn nói nhiều chỗ rồi. Con bây giờ con mới cần ngoại quyết định sớm. Ngoại quyết định sớm để con còn đi về để mà con chạy qua bên kia con nói chuyện nữa. Nói chuyện đâu nữa? Nói chuyện ở chỗ sư chùa đó. Tại vì hả, nếu mà trễ một người mà cũng có tâm Phật như ngoại á mà đi vô đó là chỗ đó nó không còn chỗ nữa đó. Con đã đi tới rồi. Còn cái nhà có phòng có cà phê nhà có đầy đủ hết luôn. Thuốc men này nó có luôn, có bệnh hoạn này nọ đó là người ta sẽ cho ngoại uống thuốc luôn. Những cái đó là những người tu người ta cho luôn á, giống như là những người cạo đầu nọ đó người ta sẽ thôi ta đo huyết áp mình nè, ta khám bệnh mình nè, mình có bệnh gì ta cho thuốc uống luôn, ngoại khỏi lo về bệnh luôn. Con có thương ngoại là con phải lo những cái gì mà nó tốt nhất cho ngoại. Còn có vấn đề của anh Lộc á, hiện giờ ảnh ở đó đi, rồi con vẫn là lo đồ ăn cho ảnh, con đặt cơm cho ảnh ha. Thì ngoại còn lo gì nữa bây giờ? Nó ở thì người ta lại tao nói ở bên mà chạy mẹ với anh là cái tên lấy rồi thôi, dọn lại rồi ra rồi đã dọn đồ vô và tội nghiệp nó không có chống cự nổi. Vậy bây giờ ngoại cũng có làm gì được đâu? Có đi về nhà của tôi tại xã nội mà thôi bây giờ thôi bây giờ này con hiểu rồi. Tôi cất nhà trả tiền địa chính mà khi ai hòa giải với tôi, nhà của tôi chưa có bán cho ai hết. Ai cũng mua phải hòa giải với tôi mới được một cái nhà này nữa. Tôi cũng nói vậy rồi cả cái cả nào cả không có mua. Tôi nắm lịch bằng tay, tôi không có mua nhà thêm, nhưng mà tôi bạn với anh Văn thấy ảnh túng cho ảnh mượn thời gian nào ảnh có cả nào với tôi. Thôi bây giờ á là ngoại tôi không có mua nhà bị lực, tôi nắm tay rồi thím không nói tôi mua nhà thím nha, vậy là tôi cũng bằng lòng. Không, bây giờ con nói thiệt á, con sao con muốn ngoại vô trong đó quá à. Tại vì biết sao ngoại đọc kinh hay quá mà giờ ngoại không đi là con buồn dữ lắm á. Con nhỏ mình thì mình cũng có một phòng đó ha. Đúng mình rồi. Chết mình đâu có giác theo gì được ha. Mà còn cái chỗ đó là cái chỗ con đã nói với ông sư thầy rồi đó, chủ trì luôn á. Chủ trì là ngoại biết cái là cái nhà sư người ta tạo ra được cảnh chùa. Đúng rồi. Mà con đã quen biết và con đã nhờ luôn rồi. Người ta nói nếu mà ngoại vô đó thì người ta sẽ để cái phòng đó cho ngoại, cái giường đó cho ngoại. Con nói thiệt, đồ ăn thức uống, nhà ăn chay, niệm Phật đủ thứ các cái luôn. Ngoại sẽ được thanh thản đầu óc. Nên bây giờ ngoại quyết định sớm. Còn con trai nó vẫn ở đó, con vẫn lo đồ ăn cho ảnh được, ngoại không có cần phải bận lòng về với người con nữa. Nó cho cảm ơn người anh nó lớn lên anh nó ký cho nó bằng lòng bản tại tôi không có bằng lòng. Nó bây giờ con chỉ hỏi bao nhiêu đó thôi, nếu mà được thì con giờ con dọt đi liền nè. Con hoa bển là ví dụ bây giờ con đi là ngày mai ngoại vô đó được rồi đó. Tôi giờ tôi tính là mai này tôi về trên Mỹ Phú Đông, lộn tôi lấy giấy. Mỹ Phú Đông là ở đâu? Mỹ Phú Đông là chỗ ở cũ.
Để làm chi? Xã cuối cùng rồi về đây nè. Để làm chi vậy? À, người ta chưa cắt nhân khẩu, cho người ta mới tội nghiệp lắm. Rồi, mà bây giờ về rồi, đó. Tôi lên trảm thì bây giờ tôi mất giấy tờ thì sẵn ra có thì cái rồi. Ông là tổng làm giấy cho tôi đi ra. Rồi về ở đâu? Tôi chụp hình. Rồi về ở đâu? À, về hả? Ờ, à, về ở đâu? Về có giấy tờ rồi. Rồi con hỏi bà ngoại về ở đâu á? Về hả? Ừ. Về cũng nên tệ cho anh Lộc rồi để từ từ kiếm chỗ nào giao để nó ở cho anh ta. Rồi nó có nhà nó ở là tôi mới yên cái thân được. Tôi đi tu mà bỏ con cái giấc giả tôi ở không yên cũng thương đó nè. Đi ra thì không đủ hạnh nó đúng mà không hạnh với em hạnh nó gặp mày quánh lắm. Bây nhà, giờ là không phải bây giờ ngoại ơi. Bây giờ là quyết định hay không để con đi nè, giờ này mưa rồi đó. Nếu mà ngoại mà trễ quá đó là không có bỏ người ta đóng cửa nữa, hoặc là người ta con không gặp sư. Quyết định sớm đi, nếu mà quyết định rồi thì con dọn đi là ngày mai ngoại vô đó, là ngày mai được ngoại gặp được Phật nè, ngoại gặp ngoại có những kinh nè, quyết định sớm. Rồi bây giờ là thưa quý vị thì bây giờ là Phong cũng không có thành công về cái chuyện nói với ngoại rồi. Tại vì cái chuyện mà thấy ngoại tập kinh thì nó là tuyệt vời, nhưng mà ngoại không có nghe theo lời Phong. Thì nếu mà chắc ngoại không nghe lời á thì có khả năng người Phong cho cũng ít gặp ngoại rồi, không có vô giúp ngoại nữa đâu. Tại vì con muốn cái nào tốt cho ngoại thôi mà ngoại không nghe lời con. Thực sự luôn, con là ngoại thấy từ đó giờ con lo ngoại hết lòng không? Có cái nào mà con dốc láo với ngoại không? Có không? Bây giờ còn có lo chỗ nào cho nó không có cả mẹ mà ta nó là thấy rồi ngày mai rồi nó làm được hết trơn với chị thấy cũng được rồi. À nếu mà lo cho ảnh được cái chuyện đó thì ngoại đi không? Đi nó có chỗ mà đi công nghiệp đó. Ngoại muốn ảnh làm cái gì? Có chỗ nó mà người ta muốn nó mà để nó sống đó. Ừ thì trong thời gian ngoại đi thì con gặp ảnh con dẫn ảnh đi. Ngoại không tin con hả? Trời ơi, cái tinh thần bữa của ảnh bữa thiền môn sao bị ra được. Không phải, nhưng mà con nè bữa giờ bữa thiền môn mà bị luôn chứ không đường đi thì sao trả lại được. Đang đi mà, nhưng mà ngoài... đường đi tới đâu có thời gian đi luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Một khi đã đi vô được Phật Pháp rồi đó mà ngoại muốn là mình sẽ được tu tâm luôn ha. Bỏ chuyện thế sự qua bên. Tôi lúc nào ngày giàu nào đêm nào tôi cũng nguyện về Tây Phương Cực Lạc không à. Để tôi biết cảnh Tây Phương Cực Lạc rồi. Đó thấy chưa? À, biết nhiều lần rồi nên bởi thích lắm. Dạ, ước mà... gì ước cao gì được nấy. Mà... Nó khổ cực khổ nhọc nhằn rồi nữa nên tôi thích dữ lắm. Bởi vậy ngoại đang phụ lòng con rồi đó. Ngoại phụ lòng con vì con muốn đưa những cái tốt cho ngoại về đi chùa đó mà ngoại còn đang phụ lòng con. Con muốn nói chuyện với ngoại để rút cái nữa rồi con đi về nè. Nếu mà đi vô chùa thì con đi liên lạc liền và con sẽ nói chuyện với người ta. Còn nếu mà ngoại không chịu đi á thì đúng ra là con cũng hơi buồn đó, vì ngoại không có thấy cái tấm lòng của con đối với ngoại. Nó thật sự luôn, chưa ai bao giờ mà con đối xử tốt như ngoại đâu á, từ đó giờ luôn á. Con đang lo mà lo từ cái miếng ăn cho tới giấc ngủ rồi, bây giờ bệnh hoạn con cũng lo luôn, bây giờ lo luôn cái chỗ để mà ngoại tu hành luôn nữa. Con Hà Miên hồi đó nó ở cũng gần thánh đá, nó cũng bà con gần gần với bên chồng con Út nữa, mà nó nói những cái chuyện gì đâu á. Nên ra con Út bên chồng nó cũng hài ít nó lắm rồi. Mà nó cũng tính với tôi nó kiếm chỗ đi sống với ba nó tránh á. Tôi cũng đào đầu cho nó đi nữa, tôi nói bắt thôi bây giờ nè ngoại. Ngoại bây giờ con phải đi về gấp, con có công chuyện nè. Nếu mà ngoại ô chịu thì con dọ, còn không chịu thì con cũng vẫn dọ. Dạ. Rồi sao? Quyết định. Quyết định là chị không chịu để trở về cái nhà đó ở thời gian từ 7 tới tháng 10 đó. Là cách thức được rồi đó, chùa chuyện cò chưa có người thì tôi vô, còn có rồi tôi cũng ở nhà tu. Ở nhà đâu có được ấy đâu. Đúng ngoại thu thủi có một mình đó. Trong khi trong đó có bạn, có bè, có những người cỡ ngoại đồng trang lứa, giấc chiều, giấc sáng, giấc trưa gặp nhau cười cái nó cũng vui nữa. Còn ở nhà ngoại có gặp ai ngoại cười không? Không. Chứ có gặp con nè. Ừ. Đó. Con gặp mọi người thì vậy, con đang cho ngoại một cái giống như có một cái ánh sáng, ánh sáng nó sáng được gỡ luôn.
cậu có dấu hiệu cũng kháo tỷ rất nhiều nè, mấy bữa này nè. Ồ, cậu hên quá ăn. Có lọc tiền vô rất nhiều, có số lớn nè. Đây 1, 2, 3, 4 nè, mấy cái dấu này là cũng số, có tiền vô nhiều dữ lắm. Trời ơi, tao đang nói. Người dùng thấy nè, cái đường này nè, tài lọc vô nhiều. Thôi mệt quá, người ta đang người ta đang nói chuyện, tự nhiên nắm tay người ta chút xấu. Thị tình chứ. Bị cậu đưa về tôi mới thấy có lọc lớn. Trúng 6 tỷ rồi hả? Ừ. Chứ không phải 60 hả? Không có, trúng số tỷ, vô số tỷ nhiều tấm. À, vô số tỷ ha. Rồi, cà Phật cái thêm để tặng ta nha. Bởi vì cậu cái lông cái tóc nguồn gốc con người nè, cậu dễ có vô tiền nhiều lắm. Với cậu làm phước quá, được nhiều. Rồi. Có lọc lớn, cái lông cái tóc nguồn gốc con người. Vậy giờ thôi con về nha. Con về hả? Ừ, về nha. Biết sao không? Gán vô còn có cha chứ ăn cơm nhà thật nữa không? Có cha ăn cơm quán kia nữa không? Ngoại muốn làm sao nè? Cậu muốn cho ăn đó, à cho con ăn mà không cho tôi xuống từ thiện. Không, à, quan trọng là con bây hỏi. Bây giờ cậu đóng từ thiện để cho tôi lãnh cho ăn. Ủa từ thiện mất mớ gì đóng gì? Không. Đóng công từ thiện á, 1 triệu ăn ngon à. Rồi từ thiện mất mớ gì đóng tiền. Bây giờ nè, đi ra ngoài rồi đó. Từ thiện cũng phụ chết ta, mỗi người ta nấu cơm ta mang của đến ăn đó. Không. Bây giờ ra ngoài ăn, chị ở đây nó xa chứ lắm. Bây giờ muốn ăn tủ thạch hay là ăn cơm tấm đêm? À, cũng bằng hoài hả, thật nó cũng đối xử đàng hoàng, không có mất cơm, ngày nào cũng lại hết, tối cũng lại, khuya lại giấc nào nó cũng có hai hộp để sẵn. Rồi vậy là khi lại. Nào vậy khi nào mà ấy đi con lại con lại con gửi tiền thạch đi. Rồi vậy ha, còn quán cơm kia cũng còn quán kia đi. Ừ, rồi vậy ha. Con vẫn lo chứ bộ, con đâu có bỏ đâu. Cho ăn cơm đó đi, rồi từ đây tới tháng 10 là kết thúc đó. Mà biết cái lịch sống đến đó không nữa. Bởi vậy để giờ biết là anh tháng 10 không biết sống tới đó không, mà tại sao bây giờ không lo tu? Bị mãn kiếp lâu rồi, tu nè, sợ rồi nè. Ừ, sợ rồi, tại sao không đi vô? Có 3-4 ngày giờ ăn luôn rồi đó, biết miếng cá còn chưa dám nữa. Ừ, tại sao bây giờ không chịu vô Nam Mô gì đọc Phật đi? Trời Phật ơi cứu con, tội lỗi từ đó giờ hãy xóa bỏ đi cho con được lên thiên đàng, chứ con không xuống địa ngục. Đó. Trời ơi, ta lo tới nước nó luôn, ta lo vô chùa nó tụng luôn rồi. Con Lộc nói cùng hôm nay vậy nè. Thấy bà gần chết chưa? Bà còn sống không? Bà về lên nổi không? Bà còn sống không? Bà chết. Nó thấy tội nghiệp nó chứ kìa. Nghề nghiệp quá ha. Mấy bữa nó chạy lên đây nó dòm dòm, nó không thấy rồi nó về. Về nó nói là Út mà thấy bà nhắm chết không? Bà chết chưa? Nhắm bà chết thôi, bà về được. Ngủ nó về được chứ đâu có sao, nó tội nghiệp nó. Rồi, thôi được rồi, ngoại nghỉ ngơi đi. Dạ. Thì Phong cũng đi về với quý vị ơi. Thì sẽ không thành công rồi. Lại ha. Dạ, rồi rồi, thì ngoại khi nào ngoại thấy đi, còn lợi rảnh á, gửi tiền cho thật ha. Còn thằng kia thì cho, nói nhưng bên kia đi nửa tháng sau hả vợ? Đó, cái chuyện giờ ngoại muốn ăn thịt thì con đặt thịt thôi. Ăn thịt, ăn y lại cũ đi. Rồi, rồi. Nó nói mấy ngày rồi tôi cũng đã tốt bà ha, bây giờ thằng của bà hai bọc. Rồi. Thì tôi cũng bà để sẵn đó cho, chừng nào lại lấy thì lại lấy. Rồi. Lại lấy không kịp thì sáng cũng còn bà sắp về. Rồi. Ngày nào cũng có cho bà đầy đủ. Rồi. Rồi okay. Thật nó nói vậy thì thấy cũng được, từ hôm đó nay nó để tốt hơn mọi lần. Rồi. Còn có mấy bữa kia thôi bà lại trễ hết rồi. Ừ. Mấy cái ông ở gần đó, yeah. mấy cái ông mướn nó làm hay gì đó ha. Yeah. Thì người ta nói bà có lỡ trẻ cái phần của bà thì tới chừng nào cũng còn, để nó thiếu thú gì bà cũng khách về của bà. Ừ. Chứ đâu mà có lỡ trẻ là hết, không có tiền bà ra người ta đóng cho là đâu. Ừ. Nói nghe nói vậy nó quảng hồn luôn. Rồi. Cái ông nói gầy nói vậy thì bây giờ bà tôi nói bà nha, bà lỡ trẻ cũng được, sớm cũng được, vẫn có hai bọc cơm để ghế bà đồ ăn đồ đàng hoàng. Rồi. Bà lại tới thì bà khách về. Rồi ok. Rồi nè, bây giờ không, con hiểu rồi. Rồi, bây giờ cái chỗ đó con sẽ đặt cơm đó nữa. Rồi, khỏi lo nữa nha. Rồi bây giờ hỏi một lần cuối, đi chùa không? Đi chùa hả? Ừ. Đi chùa tới tháng 10 mới trả lời dứt khoát được. Ủa bây giờ tháng mấy rồi? Bây giờ tháng 7 rồi, vài bữa làm tháng 7 là tới làm tháng 10. Thì bây giờ khi nào mà ngoại quyết định đi thì cho con hay nha. Con nói thiệt nha. Chừng nào gia đình nhà giải quyết được sớm sớm thì tôi lại cậu sớm. Còn cậu cũng ai lại quậy vậy. Rồi thôi đi, thôi con về nha. Rồi. Rồi.
Thưa quý vị, thì đã vô nói chuyện với ngoại rồi, nhưng mà bây giờ là không có thành công được quý vị. Thì cái này cũng không mà gấp được, dục tốc và bất đạt, nên sẽ có những lần tiếp theo không sẽ nói về vấn đề này. Tiếp tục sao mà ngoại vô được chùa, nhà chùa này thì có nuôi dưỡng được người già, ăn uống là nọ họ lo, và chiều tối nọ sáng là được đọc kinh luôn. Thì đó là một cái môi trường tuyệt vời cho ngoại đó, nhưng mà hôm nay thì tiếp tục không xong rồi. Để có gì dịp khác thì Phong sẽ nói chuyện với ngoại tiếp. Thì cũng mong quý cô chú anh chị hãy theo dõi và đăng ký kênh cho Phong nhé. Hãy đồng hành cùng Phong giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Rồi.